Đây, mình sẽ giới thiệu các bạn đến món này, ốc hương nè các bạn. Chút mà nữa mình sẽ làm cái món là ốc hương rang muối. Bạn thấy có ốc hương không? Nó ù ì luôn nè. Ốc hương này mình cho vào xíu ớt nha các bạn, với xíu muối, vài ớt. Cho vào ngoài chút ta nói. Mình đảo đều các bạn, đảo gì nào đến mà cái nước nó cạn là nó thấm đều vô cái vỏ nó mất luôn rồi. Mình chín rồi đó bạn, bạn thấy ngon không? Đây, ốc hương rang muối ớt một phần như thế này là 3 lạng với giá là 150.000, tại vì ốc hương nó mắc nha các bạn nên giá nó hơi cao.